quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, nhất là tại các tỉnh phía Nam, trong công điện 1068 vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị địa phương phải tăng tốc việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tiêm ngay cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng được ưu tiên tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Thời gian tới, lượng vaccine về Việt Nam sẽ nhiều, vì vậy phải chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bảo quản vaccine, đồng thời có kế hoạch đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm. Theo Bộ Y tế, tính đến sáng nay, thì cả nước đã tiêm chủng được gần 8,9 triệu liều vaccine.